Thưa quý vị và các bạn, giao đất giao rừng là một trong những chủ trương trọng tâm của nhà nước nhằm xã hội hóa công tác bảo vệ rừng, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Chủ trương này giúp cho các tổ chức cộng đồng dân cư và các hộ gia đình cá nhân ở những địa phương có nhiều quỹ đất lâm nghiệp và rừng có được cơ hội để nhận đất và rừng nhằm quản lý, bảo vệ và sản xuất, phát triển kinh tế. Và chủ trương này là hướng đi phù hợp và đem lại hiệu quả nhiều năm qua ở huyện Đắk Rông. Đắk Rông là một huyện miền núi, vùng cao biên giới của tỉnh Quảng Trị, là huyện có quỹ đất rừng rất lớn, trong đó rừng tự nhiên có hơn 71.000 ha, rừng trồng 8.500 ha. Cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, từ năm 2008, huyện Đắk Rông đã bắt đầu thực hiện chính sách giao đất, giao rừng cho các tổ chức cộng đồng dân cư, cũng như hộ gia đình, quản lý, bảo vệ và sản xuất. Từ chủ trương này đã và đang thu được những kết quả đáng kể, góp phần nâng độ che phủ của rừng lên gần 65%. Thưa quý vị và các bạn, cách đây chừng 15-20 năm trở về trước, mỗi lần đến với vùng rừng núi của huyện Đắk Rông, chúng ta không gọi trăn trở băn khoăn trước những cảnh rừng hoang tàn do bà con đồng bào dân tộc thiểu số đốt để làm nước rẫy. Giờ đây, cũng những cảnh rừng này nhưng đã phủ xanh một màu xanh của cây lá. Điều đáng nói hơn là rừng của Đắk Rông bây giờ đã trở thành lá phổi xanh, là sự sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và người dân huyện Đắk Rông nói chung. Có được kết quả đó là nhờ chính sách chủ trương giao đất, giao rừng về hộ gia đình cũng như cộng đồng quản lý của huyện Đắk Rông thực hiện trong những năm vừa qua. Triệu Nguyên là một trong những xã có diện tích rừng khá lớn trên địa bàn huyện Đắk Rông. Trên địa bàn xã Triệu Nguyên hiện có hơn 4.600 ha rừng tự nhiên, trong đó rừng đặc dụng là hơn 3.700 ha, rừng sản xuất hơn 460 ha. Ngoài ra, toàn xã còn có gần 180 ha rừng trồng. Thực hiện chủ trương giao đất, giao rừng cho hộ gia đình và cộng đồng quản lý của huyện Đắk Rông. Tính đến thời điểm này, toàn xã Triệu Nguyên đã thực hiện việc giao rừng cho hộ gia đình quản lý là 186 ha rừng tự nhiên, 176 ha rừng trồng. Đối với cộng đồng đã giao được 246 ha rừng tự nhiên và gần 3 ha rừng trồng. Trước đây do diện tích rừng lớn nên việc quản lý bảo vệ rừng tại xã Triệu Nguyên gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài việc người dân tự chặt phá cây cối thì chất lượng rừng trồng ở địa phương cũng rất thấp. Do đó, việc giao đất, giao rừng cho cộng đồng và hộ gia đình quản lý đã giúp địa phương tháo gỡ được bất cập trong bảo vệ và phát triển rừng. Sau khi mà được có chủ trương nhà nước giao đất, giao rừng cho từng hộ gia đình, đặc biệt trong đó có tôi, thì chủ rừng thì công tác chăm sóc bảo vệ hiệu quả hơn, tốt hơn và mang lại hiệu quả được kinh tế đối với hộ gia đình cũng như tất cả các bà con đời sống ở đây. Phụ thuộc vào điều kiện ở đây, bà con là chủ yếu sống vào rừng và đất sản xuất nông nghiệp, nhưng đất sản xuất nông nghiệp có ít nên chủ yếu vào rừng là chủ yếu. Nhưng mà bà con chúng tôi ở đây là rất phát huy cái vai trò tinh thần trách nhiệm, vừa bảo vệ rừng cho cá nhân mình nhưng bảo vệ rừng cộng đồng cho thôn luôn. Nói chung là vừa thực nói chung là hiệu quả mang lại không phải từ rừng nữa mà cả cái nguồn nước ở trên khu vực rừng này cũng được bảo vệ rất tốt. Đó là cái đời sống mang lại cái đời sống và hiệu quả thiết thực đối với bà con ở đây. Quá trình là của trên huyện và tỉnh thì có chương trình phải lẹt tí nữa về thì có thành lập trăm tổ bảo vệ rừng của thôn Xuân Lâm. Thì với tư cách là đại diện là một người tổ trưởng thì tôi có là vận động bà con trong thôn là chúng ta là nên giữ rừng để bảo vệ, vừa là bảo vệ rừng và vừa là bảo vệ nguồn nước của chúng ta. Thì trong quá trình vận động bà con thì nhìn chung là hết 90% là bà con đã lắng nghe và thu nhận được những cái thông tin chúng tôi đã nữa, và xem nói chung vấn đề bảo vệ rừng là một mấu chốt của thôn Xuân Lâm của chúng ta. Sau khi có cái chủ trương của chính phủ cũng như có sự chỉ đạo của tỉnh, của huyện và xã cũng đã phối hợp giao cho cộng đồng của các thôn quản lý các cái diện tích rừng mà do cộng đồng quản lý. Thì quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi nhận thấy là cũng có rất là nhiều cái mặt tích cực. Thứ nhất là cộng đồng đã tự chủ động và ý thức trong cái công tác bảo vệ rừng. Và bởi vì rừng là giao cho cộng đồng quản lý thì mỗi người dân đều xem là cái rừng trước đây là gọi là rừng của nhà nước. Thì hiện nay là người ta biết được rằng là rừng của nhân dân và cái hưởng lợi từ rừng là mang lại cho người dân ở trên địa bàn. Cái thứ hai là
Trong quá trình quản lý nhà nước ở trên địa bàn thì sau khi giao rừng cho cộng đồng thì ban thôn người ta đã nâng cao cái vai trò trách nhiệm của thôn trong cái quá trình mà tổ chức triển khai cái công tác bảo vệ rừng ở trên địa bàn của xã. Do đó thì hiện nay cái rừng mà do cộng đồng quản lý thì chúng tôi thấy là quá trình kiểm tra cùng với các cái cơ quan chức năng thì sau mỗi năm thì rừng nó được phát triển khá là tốt và đồng bộ, và hạn chế tối đa là cái việc mà người dân của các địa phương khác vào cái rừng này để rồi là khai thác. Thì và chúng tôi cũng chống được cái việc mà người dân của địa phương khác là đến có cái hình thức là lén lút để rồi là trộm rừng ở trên địa bàn. Với mục tiêu tăng cường công tác phát triển rừng, bảo vệ rừng, giao đất lâm nghiệp, phát triển và sử dụng có hiệu quả bền vững đất lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị rừng và giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích đất lâm nghiệp, gắn với quản lý rủi ro thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở tiềm năng đất lâm nghiệp và những kết quả đạt được trong phát triển lâm nghiệp thời gian qua, Hội đồng Nhân dân huyện Đắk Cờ Rông đã ban hành quyết định 61/QĐ-HĐ-NG ngày 26 tháng 7 năm 2018 về phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020. Những năm qua, bình quân mỗi năm, huyện Đắk Cờ Rông trồng được khoảng 800 hectare rừng từ nguồn vốn đầu tư của nhiều chương trình và dự án. Ngoài trồng rừng phòng hộ, huyện khuyến khích người dân đẩy mạnh trồng rừng kinh tế trên đất trống, đất nương rẫy không hiệu quả. Thực hiện chính sách hỗ trợ giống vật tư cho các hộ nghèo, thiếu vốn sản xuất nhằm thúc đẩy phát triển phong trào trồng rừng, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tích cực tham gia trồng rừng. Cùng với trồng rừng, người dân còn tham gia chăm sóc bảo vệ rừng, nên vốn rừng trên địa bàn huyện Đắk Cờ Rông phát triển khá nhanh. Huyện đã có nhiều chính sách thúc đẩy phát triển lâm nghiệp, tạo điều kiện để các hộ nghèo có thể phát triển được rừng. Nhờ đó, người dân tích cực tham gia trồng rừng không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn bảo vệ môi trường sinh thái. Với cái chủ trương là giao rừng là phải có chủ, thì cái việc mà chủ rừng là thực sự như vậy thì cái công việc mà bảo vệ rừng của chủ rừng nói chung, bao gồm cả cái rừng cộng đồng, các cái thôn ở trên địa bàn cũng như là các cái hộ gia đình và cá nhân được giao rừng thì họ lại là cái bảo vệ rừng đã tốt thì họ lại là phát triển rừng lại mạnh hơn, bởi vì cái diện tích rừng mà đã giao họ thì họ lại có cái ý thức để làm cho rừng là phát triển tốt và đảm bảo được cái đời sống cũng như cái công sức của họ bỏ ra. Thực hiện quyết định 1344 ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị về thực hiện dự án giao đất lâm nghiệp tại huyện Đắk Cờ Rông và Hướng Hóa. Từ năm 2008 đến nay, huyện Đắk Cờ Rông đã triển khai việc giao đất, giao rừng cho hộ gia đình và cộng đồng quản lý trên toàn 13 xã và thị trấn. Riêng rừng tự nhiên đã giao cho hộ dân và cộng đồng quản lý là hơn 8.000 ha, trong đó có 36 cộng đồng và 194 hộ dân. Cùng với giao đất, giao rừng, huyện Đắk Cờ Rông cũng đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài để người dân có đủ quyền lợi, yên tâm chăm sóc rừng được tốt hơn. Để công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn đạt kết quả cao, huyện Đắk Cờ Rông đã chú trọng công tác tăng cường quản lý nhà nước về lâm nghiệp, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và quản lý quy hoạch lâm nghiệp đã được phê duyệt, tập trung tuyên truyền phổ biến các chính sách phát triển lâm nghiệp đến các tổ chức cá nhân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác này, xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu hàng năm cho các đơn vị, xã, thị trấn về công tác bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền các cấp, của tổ chức, các ban, quản lý trong quản lý và phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn. Với chủ trương giao đất, giao rừng cho hộ gia đình và cộng đồng quản lý, huyện Đắk Cờ Rông đã tạo ra được thế mạnh về kinh tế lâm nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, thúc đẩy nhanh quá trình xóa đói, giảm nghèo. Thông qua chính sách giao đất, giao rừng, thì ở đây kiểm lâm địa bàn đã tham mưu cho các cái ban quản lý rừng, cụ thể ở đây là các cộng đồng thành lập các cái tổ bảo vệ rừng. Thì từ đó các cái tổ bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra rừng, phát hiện và thông tin kịp thời đến chính quyền cũng như là kiểm lâm để giúp cái công tác bảo vệ rừng ngày một tốt hơn. Việc giao đất,
giao rừng cho hộ gia đình và cộng đồng quản lý là một hướng đi đúng đắn, là việc làm thiết thực của huyện Đắk Krông trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng. Ngoài ra còn tạo công ăn việc làm cho bà con nhân dân, nhất là giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ tập tục canh tác lạc hậu, hạn chế sự chặt phá, đốt rừng làm nương rẫy. Chính nhờ vậy, từ năm 2008 cho đến nay, trên địa bàn huyện Đắk Krông không xảy ra vụ cháy rừng nào đáng kể. Độ che phủ của rừng đã được nâng lên gần 65%, đồng thời tạo ra thảm thực vật phong phú, bảo vệ sinh thái vùng đầu nguồn của tỉnh Quảng Trị.